Em à, xin chào và uh, đến với video của em nha, kênh thành nhật bãi. Thì hôm nay em xin giới thiệu với các bác là hai mẫu nồi cơm Hitachi, Steam Cook, mẫu Panasonic nồi sồi. Hai mẫu đều là nồi cao tầng IH áp sức Thì uh, những mẫu này em đã test ok, em sẽ đăng lên review chi tiết và báo giá. Thì em xin phép là giới thiệu địa chỉ em đang bán nằm ở Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh số điện thoại chúc đơn là 0919407501 hoặc 0702188275. Đó thì các bác kết bạn với số Zalo thứ hai cho em ha. Giờ thứ nhất thì nó quá tải rồi. Thì em ship hàng tròn quốc có cọc chuyển đủ em bao ship, em bảo hành 3 tháng nồi cơm cho các bác sử dụng. Thì để đi vào video chi, chi tiết, em xin chúc các bác là xem video vui vẻ nhiều sức khỏe. Thì mẫu đầu tiên em muốn gửi đến với các bác, giới thiệu đến các bác là mẫu Hitachi Steam Cook nồi cao tầng IH một lít còn mới chát mới tinh trắng tinh như ngọc trinh luôn các bác đây nồi rất là mới đẹp thấy các bác thấy không này còn mới chát luôn nè steam cúc là công nghệ hơi nước phun xương công nghệ tái tạo hơi nước đây nồi còn trắng đẹp này các bác thấy không ngắt lâu kê okay, đây nó hơi chích bẩn đó nha em sẽ vệ sinh lại thôi nhưng có không có vấn đề gì nồi rất là nặng nặng tầm hơn 6 kg 7 kg lận đó các bác này rất là nặng nè rất là đẹp luôn mới chát mẫu của mình là sản xuất cho năm hai nha các bác điện áp là 100 w công suất 1 ,004. thì 1 ngàn các bác phải xài cái ổng áp 2 000 giúp em nha thì em đang có phục vụ cục 2 000 để nấu nồi cơm với giá là 550 000 cục 3 000 quát nấu được 2 nồi cơm với giá là 700 000 thì bác nào mình chưa có cục đổi nguồn điện thì cứ tham khảo bên em nha để mình uh, sử dụng hàng nhật đó ngoại thất một dòng là ok nha bác 9 trên 10 còn mới tinh mới chát luôn thì vào nội thất thì em bảo đảm là nội thất không bao giờ làm các bác thất vọng đây con còn xanh đẹp nha bên trong là áp sức bi đó, cơm cực kỳ ngon là cái phần này đây để tạo nên cái phần chất lượng thì các bác không thể bỏ qua những cái dòng nồi như thế này được có công nghệ áp sức có công nghệ tái tạo hơi nước đó cơm rất là ngon nha đây này là là hạt xương nó sẽ động lại trong đây đến thời gian thì nó sẽ phun ra những cái lỗ này đây cho cơm mình nó rất là ngon đây lòng nồi đẹp can luôn cho các bác nè đó em không nghĩ bên nhật người ta xài cái kiểu nào mà như vậy là người ta đã bỏ rồi đó các bác em nghĩ là cũng như là người ta ít xài lắm Nói là người Nhật đó là đứng đầu về cái kiểu công nghệ và cái thời gian của họ cũng rất là hiếm nha Cho nên nó là họ ít nấu ăn đó Cho nên là đồ vật dụng còn rất là đẹp nếu là chính gốc gốc của người Nhật có người ta bận dữ lắm, ta làm ngày làm đêm Cái thể mà lễ ngày lễ ngày Tết mà đi chùa người chiền người ta không có đi nữa các bác đó Rồi thì em cắm điện và em báo giá nha, nồi rất là đẹp nên đây em cắm điện cái ổ cắm xịn sò của em, em đang có bán luôn đó các bác ổ cắm 5 m mới cộng to tải được 3.000 w trên luôn nha Hôm đang máy giá là 170 ngàn nè đó như vậy là như vậy là mình mở ra nè còn như mình diêm vô luôn là là nó xây luôn rồi đó mình diêm vô mình diêm vô là vậy là nó khóa luôn đó các bác cứ gịch cái nào gịch nó cũng không ra đâu nhưng nào các bác xây lại như vậy nè các bác kéo ra nó mới ra nó xin sò lại chỗ đó có âm tường luôn có hết dành để mình hít vào cửa sắt này kia luôn rất là tiện lợi cộng to chà bá luôn nè đó, 170k một ổ, mua ba ổ 500 miễn phí ship. Thì em có video để uh, giới thiệu review riêng về cái cục cái chua uh, ổ cắm nha. Đây, thì nồi này các bác bấm nút này nấu cho em nè. Nó màn hình led luôn nha các bác. Eco tiết kiệm nè. Thì nấu chế độ bình thường là 40 phút cho em nha, không nấu tắt. Eco bấm vào đây, rồi à, bấm nấu thì nó nó sáng cái đèn Eco. Đó, thì nấu chế độ Eco nó tiết kiệm được một phần điện cho mình nha không nấu tắt chỉnh chế độ tiếp theo chế độ nấu nhanh 26 phút thì em khuyên các bác là không nên nấu nhanh nấu nhanh thì cơm nó không ngon hoặc là nấu ít thì nếu các bác mua cái nồi này về các bác nấu không nên đổ nước nhiều nha đổ nước nhiều là cơm nó sẽ bị nhão nồi Hitachi có công nghệ tái tạo hơi nước các bác đổ nước ít cơm nó vẫn mềm ngon thì cơm nó chiên mưa mềm dẻo mà còn mà các bác nấu đổ nước ít các bác cũng không, không sợ mà cơm nó không ngon tại vì nó có công nghệ steam cook công nghệ tái tạo hơi nước cho nên là cơm của bác các bác lúc nào cũng được mềm dẻo ngon nhất tránh trường hợp đổ nước cho nó quá đà đổ nước nhiều khắc phục cái trường hợp mà xài nồi hitachi mà đổ nước nó nhiều nha đây là cái nấu sôi đây là nấu cháo chọn vô thì bấm nút này ngay nấu cho em thì nó đơn giản vậy thôi à chứ nó không không có khó khăn gì đâu các bác để nhưng mà để các bác xài thêm sẽ có video hướng dẫn riêng nha tiếp theo à, bấm tới cái già bấm tới cái chữ này đang chớ bấm lúc này đem cho em cái là nó hâm cơm nha hâm trên nồi hít chi là gì đó bấm hết một vàng chức năng nấu tới cái vàng chữ này là hâm nè bấm lúc này là hâm nó đơn giản vậy thôi đó các bác mình dễ dàng mình sử dụng thôi Rồi, sáng lên mình liền lại mình bấm hẹn giờ bấm vào đây nè không sáng không chịu em ví dụ gia đình mình các bác là 19 giờ cơ bấm lên đây cho em 19 giờ thôi cho 19 giờ 30 đi rồi bấm nút nấu thì đúng giờ này có cơm các bác ăn nha trước giờ này thì bốn mấy phút nồi sẽ nấu nó đơn giản như thôi các bác ơi tôi không có gì mà khó đâu nếu mình xài thì nó sẽ quen tay thì dần dần mình cũng biết thì mẫu này em đang hiện tại đang bán với giá yêu thương các bác là một triệu rưỡi nha đó, nếu mà mua mà tránh gấp luôn đó, mới tin tầm 17 18 triệu thì các bác lên những trang thông tin điện tử của Nhật đó, các bác vô các bác xem nha không có nói điêu nha rồi tim cút màn hình led luôn giá yêu thương là một triệu rưỡi mua cọc cho em là 300 còn lại một triệu hai và tiền ship nếu chuyển đủ em bao ship bảo hành 3 tháng nó còn rất là mới đẹp như hình như video rồi qua một ông nồi đồng có đá này nha ông này thì nó có là do là tác động vật lý nè <laughs> cho nên là nó bị cắn tí xíu như này các bác ơi đó nó cắn cái cắn lặng lặng nhẹ nhẹ hay chứ không sao còn lại là ok hết nè banana rồi Em này thì em cũng chưa coi là khai sinh của em là năm mấy nữa nhưng mà còn khá là ok đó. Cái uh, ngoại thất thì cũng còn ok chứ nó bị cắn ở uh, đây tí xíu vậy thôi nè. Nhiều khi mình nhìn chỉ mới thấy nữa. Mẫu này này là năm 2012 cho em nè. Công suất của nồi là 1, uh, 1200W điện áp 100. Đó, nó đơn giản như thôi, thì bể vỡ thì không có đâu các bác, nếu mà bể vỡ thì em cũng không bán đâu. Em bán cho thợ người ta lấy linh kiện để người ta sửa chữa này kia. Chứ còn bán hàng cho các bác đến tay phải tôm tắt nồi cũng rất là nặng nha các bác thì bác nào mà thích nồi vừa có cao tầng vừa có áp sức thì hãy mua ha. coi hai nồi này nha ở trong mới chát luôn không bao giờ làm các bác thất vọng về cái vấn đề mà nội thất em đã nói với các bác rất nhiều cái video em đều nói tiêu chí các em chọn hàng là như sau gon đẹp lòng đẹp cái đó là cái phần là các bác phải nên chọn các bác mới nên sôi chứ còn một cái kiểu mà các bác ngoại thất thì mình phải là biết nó hàng đã qua sử dụng rồi mình cũng phải chấp nhận vì mình bỏ cái số tiền nó rất là ít để mình sử dụng được cái những cái mẫu như thế này á, thì mình cũng phải đánh đổi đánh đổi cái phần mà à, ngoại thất là nó, nó hơi chày xước đó mình lấy được cái phần là chất lượng thì mong rằng các bác là hiểu rồi các bác mua nó dễ dàng cho nhiều khi mình đặt tiêu chí cao quá rồi cái mình thất vọng nó cao cái này nói thiệt nhiều người người ta bán người ta nói thằng nói thánh quá rồi cái các bác nghe lời rồi cái các bác chịu thiệt còn như mua của anh em thì có sao em nói vậy đây lòng đẹp can nghe các bác đây không có bong chóc gì hết đồng bana sồi áp sức sản xuất 2012 còn rất là đẹp cái này là bụi thôi nha các bác còn lại rất là đẹp em đảm bảo nó lòng này đẹp can đây đó khỏi răng còn bụi ra đó mà cũng còn nó đây đẹp nè đó lòng rất là đẹp và bên trong cũng còn sạch đẹp luôn thì không để mất thời gian nha các bác em cắm điện vào wow, em báo giá nha thì để nhiều khi mà video nó dài cho bác mất thời gian không có thể mà làm công việc được và mình không coi coi được nhiều nồi được đó ghim ghim gì là, là nó khóa luôn rồi đó xoay quanh đại diện này mới kéo lên mở được nè còn mình vừa ghim vô xong là nó khóa luôn nó rất là đảm bảo cho các bác em nói thiệt là cái lô hàng này về mà được em cũng rất là quý luôn lâu hết sức em mới được là về một thêm một lô hàng nhưng dây điện mà nó xịn sòi vậy thì mua về thì bấm nút này nấu cho em cho anh nè đó 38 phút thôi cơm cực kỳ ngon trong những cái dòng nồi nó với xanh dơ sòi xanh mặt quỷ nấu thời gian ngắn mà cơm rất là ngon chỉnh chế độ nấu nha em cái này chế độ gạo nha một vàng ở đây này là gạo trắng gạo trắng không cho gạo lứt gạo lứt nghĩa nó mầm gạo lứt không cho mình chỉ xài gạo trắng nó bấm trên đây cho em bấm qua đây chức năng nấu đang chức năng bình thường nè đó 42 phút đó chức năng này là chức năng bình thường nhưng mà loại ngon luôn nè bấm thêm nấu sôi nấu cháo nấu gạo lứt đầy đủ cho các bác chơi nha yên tâm mà sử dụng nè nấu cháo nè nấu cháo thì 66 phút rồi bấm đúng cái nấu cháo cho em nhiều bác cũng khổ lắm nấu cháo mà đi bấm nấu cơm mà nó tràn ra tùm lum hết trơn rồi cái gọi cho em á, cháy má luôn nhiều khi em bán hàng á, em lu bu lắm em đi nhiều khi đó là một số bác á, gọi điện phải nghe cái tiếng của em mới đúng mới mua hàng rồi hàng giao là phải đúng cái 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 cái, cái người bán như em vậy rồi người ta mới chịu nhận hàng nên nói chung em khổ lắm thành ra em không có thời gian rồi một số bác đó mình mua hàng á, mình cũng cẩn trọng rồi á. mình uh, cho nó xài cho nó bền nên nó được lòng hiểu không đây chức năng nóng ngon luôn nay nó bình thường là 38 nấu này cũng 38 luôn nè bác không nói tắt nếu các bác mua nồi này thì em sẽ cũng có video hướng dẫn chi tiết cho các bác nha. hẹn giờ thì bấm vào đây không sáng không chiều thì chỉnh đây nè muốn cái thời gian nào thì chỉnh ưng ý thì bấm nút nấu thì đúng thời gian của cơm ăn trước thời gian này bốn mấy phút ba mấy phút nữa nồi nó sẽ nấu đó em nhiều khi em trả lòng với các bác có nhiều khiến khổ lắm à, nhân viên bên em á thì à, gọi điện tư vấn thì một bác số bác không chịu mua hàng thì cũng phải gặp nghe em thì nói chung là đúng mà nghe cái tiếng của em vậy còn không chịu nó phải gọi là thấy cái mặt của em nữa mấy triệu em khổ vì đó nhiều khi em bán làm thức khuya khoảng một hai giờ em mới có ngủ sáng làm ngủ tới 9 giờ nhưng mà bảy tám giờ em đã thức em đã chép tin nhắn cho các bác rồi rồi vậy chín giờ em còn ở trên phòng đó mà một số bác gọi coi thấy cái mặt em em được nói bác ơi em còn đang trên phòng ngủ nhiều khi á đó cũng khổ lắm thì mẫu này em đang xe mạnh với giá là một triệu đồng nha các bác đó nếu mà nó không có cắn cắn ở trên đây một hai tí là một triệu rưỡi là mua không được luôn em nói thiệt thì em đang để giá này là giá lỗ luôn á giá là rẻ hơn cái giá em nhập rất là nhiều một triệu đồng chuyển đủ em bao ship cọc 200 các bác trả tiền ship nha nồi này cơm rất là ngon luôn cực kỳ ngon thì hai mẫu mẫu này là một triệu rưỡi màn hình led nha một lít mẫu này là một triệu đó thì ưng mẫu nào cọc cho em 200 còn chuyển đủ thì em bao ship thì ưng mà mẫu nào chụp màn hình gửi qua zalo cho em là 0919407501 hoặc 0702 1 em ship hàng toàn quốc có cọc chuyển đủ em bao ship kết thúc video nha hẹn gặp lại các bác ở video sau chúc các bác là nhiều sức khỏe xem video vui vẻ